Chào tất cả các bạn nha. Mình cho các bạn xem cây vú sữa hoàng kim trồng chiết vừa mới cho trái chiến đầu tiên. Cây này trồng một năm mấy nha các bạn. Trái này, trái chiến đầu tiên. Trái chiến nha các bạn. Nó đậu khoảng được mười mấy trái. Trái con này. Cây chiết nha các bạn. Ở trên nữa kìa. Ở đây nữa nè, nó đậu nhiều chỗ nha các bạn, nó đậu ngoài ngoài nhánh nữa nè, vừa mới cho trái chiến nha các bạn. Cây chiết đây nè, đây trái con nè, mới vừa lúa bông lên các bạn. Cây chiết cái gốc của nó nè, cây gốc một năm mấy nha các bạn, nhìn thấy đã ha, tàn khủng khiếp nha các bạn, trồng vo luôn. Thôi video ở đây mình xin kết thúc nha các bạn. Hẹn các bạn những video mới nha.